Nga luôn sâu đánh hiểm, Ukraine tổn thất nặng nề. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga ngày qua đã tấn công 6 lữ đoàn Ukraine và gây ra khoảng 275 thương vong cho đối phương. Các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của quân đội Nga tiến đến vị trí thuận lợi hơn và gây thương vong cho 5 lữ đoàn Ukraine. Tại khu vực do nhóm chiến đấu phía Tây chịu trách nhiệm, Ukraine tổn thất 495 binh sĩ, một xe tăng, 8 xe cơ giới, một pháo tự hành M777, hai hệ thống pháo cơ giới Grob Dipka, một pháo tự hành D20, một trạm tác chiến điện tử và một trạm radar. Tương tự, nhóm chiến đấu phía nam của Nga gây thương vong cho khoảng 600 binh sĩ Ukraina trong ngày 10 tháng 7. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm của Nga kiểm soát, Ukraina mất 510 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh Marder, hai xe cơ giới và hai khẩu pháo D30. Nhóm chiến đấu phía đông của Nga ngày qua cũng giành được vị trí thuận lợi và khiến Ukraine tổn thất 140 binh sĩ, 3 xe cơ giới và nhiều lựu pháo. Trong ngày, nhóm chiến đấu Donetsk của Nga phá hủy một kho đạn pháo của Ukraine và gây ra khoảng 85 thương vong cho đối phương. Cùng thời điểm này, lực lượng Nga cho biết đã phá hủy một nhà kho thuộc vùng Odessa. Cũng theo nguồn tin, cuộc tấn công đã xóa sổ kho cất giữ tên lửa, đồng thời tiêu diệt nhiều lính đánh thuê Anh.